Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, cùng em nghĩ kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và dạ, kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, trước mặt em chú Nghĩa U70 và bên cạnh chú Nghĩa là cô Văn. Là sau những tuần gần đây, sau khi chú Nghĩa có chia sẻ cái câu chuyện trên cộng đồng về kết nối yêu thương, sau đó là được cô Văn có xem qua chương trình. Cô Văn có liên lạc về bên chương trình và cô Văn trực tiếp đến chương trình và có hẹn gặp chú Nghĩa, và sau đó là hai cô chú có tìm hiểu để đến với nhau, và những ngày tiếp theo đó là có tổ cái chức lễ thành hôn của cô chú tại văn phòng kết nối yêu thương. Thì về cái việc mà tìm hiểu, về việc tìm hiểu mà để đến với nhau, đến với ngày cưới với nhau là được hai cô chú tìm hiểu. Chào chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Thì mấy bữa nay câu chuyện mà giữa vợ chồng của tụi tôi thì nói chung là tại vì mấy bữa nay là tôi tăng ca nhiều quá, là làm 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, tôi không có thời gian mà tôi lên tôi giải bài những cái chuyện gì mà chồng tôi mấy ngày nay lên cộng đồng mạng nói để cộng đồng mạng hiểu lầm về tôi. Thì bây giờ hôm nay là tôi phải trình bày hết những cái gì mà chồng tôi mấy ngày nay nói qua gì ức cho tôi. Thì bây giờ thứ nhất là lý do gì mà ra cái câu chuyện hôm nay nó phải như thế này. Thì khán giả cũng coi cái clip mà kỳ trước á, Phúc với Nghĩa có lên nhà tôi, với chồng tôi có lên nhà tôi, là cái câu chuyện mà chồng tôi có xin lỗi tôi đó. Thì bây giờ tôi nhắc lại thì nói gì nó phải có cái đầu có đuôi thì mới hơi hiểu được cái câu chuyện. Thì hôm bữa đó thì tôi với chồng tôi cũng nói qua nói lại thôi, thì vợ chồng mà thì nói qua nói lại thì có cứ chồng tịch tính một chút xíu thì chồng tôi không giữ ý, thì giận hờn với nhau. Thì vợ chồng thì giận hờn với nhau thì vài bữa nó cũng về thôi. Nhưng mà chồng tôi không ngờ là chồng tôi đi lên cộng đồng mạng đi tiễn vợ. Đi tiễn vợ tại vì tiếng nói của chồng tôi còn đó, hình ảnh chồng tôi còn đó, không thể nào mà chồng tôi cho được. Thì tôi mới là, chồng tôi làm tôi rất là tổn thương, rất là đau. Tại sao vợ chồng mới cưới mà chồng tôi lên cộng đồng mạng đi tiễn vợ? Là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thì Nghĩa với Phúc cũng có lên trình bày như vậy, thì chồng tôi biết lỗi, chồng tôi xin lỗi rồi. Thì tôi mới nói với chồng tôi á, thì bây giờ anh làm tôi tổn thương quá, chừng nào mà cộng đồng mạng tha thứ cho anh thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Thì tôi nói như vậy thôi, nhưng mà tại vì khán giả cũng biết mà, tôi ở chung với cha mẹ tôi, gần cha mẹ tôi, con cái tôi, anh em dòng họ tôi ở đó rất là nhiều. Thì tôi thì nói chung là cũng nguội rồi. Thì trước lúc mà ảnh đi ra khỏi cửa, trước khi đi về ảnh ra khỏi cửa, tôi mới nói là chừng nào anh về tới nhà anh điện cho em. Thì khán giả nghĩ cái câu nói đó là tôi có tha thứ anh hay không? Em có nói câu nói đó không anh? Chưa nói tiếp đi. Thì em hỏi anh, em có nói hay không? Rồi, có đó. Đó, thì em có nói ảnh như vậy thì ảnh mới đi về. Thì tối ảnh có điện cho tôi. Thì tôi nghĩ là cái chuyện đó đã xong rồi, thì từ từ thì tôi sẽ nguội lại, thì gia đình tôi cũng nguội lại, thì cũng sẽ tha thứ ảnh thôi. Thì chưa gì cách mất hai hôm thôi, hai hôm, một hai hôm gì đó, thì ảnh lên cộng đồng mạng tiếp nữa. Đó, ảnh lên cộng đồng mạng là ảnh nói xấu về tôi. Ảnh nói tôi á là một tuần cho ảnh về chỉ có 2 ngày, 3 ngày vậy thôi. Tôi xin thưa với khán giả gần như vậy. Tại vì trước lúc mà tôi chưa làm đám cưới á, tôi có nói trước ảnh là cái chuyện đám cưới của tụi mình á, gia đình của em không ai đồng ý hết. Đúng không anh? Cứ nói đi. Bây giờ đúng sai gì anh nói cho khán giả biết là có đúng vậy hay không? Rồi nói, rồi cứ nói đi. Em có nói rằng là cái chuyện em với anh đến với nhau là gia đình em không ai đồng ý hết. Đó, nhưng mà để từ từ em sẽ khắc phục gia đình em. Ảnh cũng đồng ý trước lúc chưa đám cưới nha khán giả. Chưa đám cưới thì ảnh đồng ý. Ảnh cũng đồng ý, nếu mà đồng ý như vậy thì tôi mới chịu đám cưới. Thì ảnh nói là ảnh đồng ý. Rồi xong thì ảnh chịu, tại vì khán giả biết không, gia đình mà không đồng ý mà sao mà tôi dám để cho ảnh về nguyên một tuần lễ. Khán giả nghĩ coi. Rồi xong rồi ảnh mới nói với khán giả rằng tại sao ảnh về nhà mà ảnh muốn tiếp xúc với con tôi, ăn cơm với chung với con tôi mà tôi không cho. Xin thưa với khán giả gần như vậy, đã gia đình tôi không đồng ý, con tôi nó không đồng ý, mà tại vì nó thương tôi, nó ở chung với tôi thì nó phải đồng ý theo tôi thôi. Thì bây giờ nếu mà tôi ăn cơm mà tôi kêu chồng tôi lên ngồi ăn cơm á, thì khán giả nghĩ coi cái mâm cơm đó có vui không khán giả? Tại vì chồng con tôi nó không đồng ý, nhưng mà tại vì nó thương tôi, nó ở chung với tôi thì nó phải đồng ý thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi kêu chồng tôi xuống ngồi ăn cơm chung với con tôi á, thì khán giả nghĩ coi cái mâm cơm đó có vui không? Đó, anh cũng nói tin cộng mạng nên vậy, để cộng đồng mạng hiểu về tôi xấu về tôi nữa. Rồi thứ hai nữa là anh nói về tiền.
xin thưa với khán giả rằng á, trước lúc mà anh chưa ảnh lên cộng đồng mạng là tôi đã biết ảnh, hoàn cảnh của anh rất là khó khăn, buôn bán của anh tôi cũng biết ngày anh lời bao nhiêu. Mà anh nói với cộng đồng mạng á, tôi á là bắt buộc ảnh hàng tháng phải đưa 3 triệu tới 4 triệu. Xin thưa khán giả rằng nha, tôi không kêu điều đó nữa, tôi chỉ nói rằng như vậy nè, anh về anh ở nhà em á, thì ví dụ ngày nào mà anh bán được, tháng nào anh bán được thì anh đưa cho em tiền điện với tiền sinh hoạt trong gia đình, chứ tôi không bắt buộc ảnh là phải đưa cho tôi mỗi tháng 3 triệu 4 triệu gì nha khán giả. Tại vì tôi biết ảnh buôn bán lời bao nhiêu, mà vậy mà ảnh cũng lên cộng đồng mạng ảnh nói tôi là phải mỗi một tháng ép buộc, có không có cũng đưa mà không có cũng phải đưa 4 triệu từ 3 triệu. Khán giả cũng thông cảm tôi, tại tôi quá tức, tôi tức mà tôi cung người luôn nè khán giả, chứ không phải là tôi nói nặng lớn tiếng nặng tiếng gì khán giả nha, tại tôi tức quá tức, tức giận gụng giận gụng cung người luôn đó. Khán giả phải hiểu cho tôi điều đó, không bao giờ có điều đó. Tôi chỉ nói là tôi nói lúc đó là lúc đó chưa cưới luôn nữa, tôi nói ví dụ bây giờ anh về anh sống với em á, thì á lúc nào tháng nào anh bán được á thì anh đưa em phụ tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt trong gia đình. Ảnh cũng đồng ý trước lúc là chưa cưới nha khán giả. Đó, chứ không phải là tôi nói à mỗi một tháng anh phải đưa cho tôi 3 triệu 4 triệu. Tôi biết ảnh nghề buôn bán mà lời bao nhiêu mà mỗi tháng đưa 3 triệu tới 4 triệu khán giả. Vậy mà ảnh cũng lên ảnh nói tôi như vậy. Rồi xong rồi tới quần áo. Bây giờ anh nói vụ cái quần áo, đã nói là tại sao không cho ảnh đem quần áo về nhà. Xin thưa với khán giả rằng như vậy, không phải là tôi không cho ảnh đem đồ về nhà, tôi nói ảnh như vậy nè, thì thôi bây giờ quần áo của anh á anh để ở nhà đi, anh lên em thì em sẽ sắm quần áo mới cho anh là theo ý thích của em, chứ không phải là em không cho ảnh là đem quần áo của anh đem về nhà em nha khán giả. Phải hiểu câu nói đó. Em nói thôi quần áo của anh đó, anh cứ để trong nhà đi, còn anh lên em thì để em sắm quần áo mới cho anh, để những cái quần áo của anh theo ý thích của em. Đó, đúng vậy hay không anh? Dạ cho hết đi anh, ngừng cả hơi đi, đó là tôi nói. Rồi. Thì bây giờ tôi nói thẳng ra với khán giả và cả các khả đồng mạng, tôi không bao giờ nói một lần bật là nói thật, không bao giờ nói dối. Từ đầu đến đuôi thì cổ á, tôi thấy á, về rồi lúc mà ngồi ở đây á, lần đầu tiên cổ nói phút trả lời á, là tôi đến với ảnh, thương ảnh suốt đời. Đó. Thì tôi ngạc nhiên, tôi nói là tại sao mình từng tuổi này mà một cô gái, một phụ nữ mà nói như vậy. Tôi rất là cảm động, tôi chính tôi thường nói với ông Phúc, ta không ngờ. Mà bây giờ cái thứ hai nữa là xong rồi, cổ nói là không cần là tìm hiểu, thương là đến liền. Cho nên cổ mới đưa tôi về nhà. Thì tôi thấy cái nhà là nó thật, tôi nói thẳng ra là tôi hơi ngại rồi đó. Rồi từ từ về đến nhà rồi cũng tiếp xúc rồi, cái cổ mới nói với tôi như vậy. Nếu anh về đây, quần áo của anh không được đem về đây và để ở đây, em sẽ lo cho anh đồ mà em thích. Tôi đánh cái dấu hỏi. Rồi cái thứ hai nữa là về nhà thì coi như tiếp xúc với con cái á, thì có lẽ là hình như cô này không cho tôi tiếp xúc với con. Còn cái thằng con trai á thì nó kêu ăn cơm, chú ơi mẹ ơi xuống ăn cơm. Vợ tôi mới trả lời, hai đứa ăn trước đi, rồi tôi mới tô tôi ăn. Thì cái điểm đó là câu hỏi thử rằng là tất cả các đồng mạng phải cho tôi một cái đánh thêm cái dấu hỏi không. Rồi một cái thứ ba là chính miệng cô nói rõ ràng, tôi không bao giờ nói sai, là cô nói là mỗi một tháng anh đem về cho tôi 4 triệu. Không có cũng phải có. Để nó hết đừng dòm tôi. Rồi cái thứ hai, kỳ sau tôi về tôi nói là chồng, vợ ơi, chồng làm, vợ cũng không biết chồng ở đâu. Chồng bán cái gì, xe bưởi của chồng như thế nào, rồi nhà trọ của chồng ở như thế nào. Đáng lý ra cái làng vợ là phải hiểu được cái tâm trạng của một người chồng chấp nhận, thì mình hãy tìm hiểu coi chồng mình nó làm cái gì, tất cả mọi người xung quanh nó sớm, cả luôn cái là tất cả cộng đồng thì người ta hỏi vợ mà không biết chồng ở đâu, lỡ chồng bán làm những việc phi pháp hay làm những gì đó thì vợ không biết gì hết. Rồi lỡ mai tôi mà tôi có ngã xuống, tôi mất, tôi bệnh, tôi hoạn đó, ai lo,
thì cũng là người dân ở xóm giềng ta lo cho tôi thôi. Còn vợ, cái ngày đó thì tôi không biết là chồng như thế nào. Cho nên hôm nay tôi nói thẳng luôn với cộng đồng là tôi bức xúc cái nhiều chuyện. Thứ nhất là cái ngày bữa thứ bảy là cái ngày mà sắp sửa đám cưới, là qua ngày chủ nhật đám cưới, thì cô có lên đây săn sóc cho tôi quần áo, thì tôi cũng trở về. Thì cổ mới nói thôi anh về đi, tối rồi, chạy từ từ nha. Là tôi quay về. Cái ngày mà đám cưới xong việc rồi thì... Tôi cho con xin phép dạ xin phép. Chú mới nói con nghe không rõ, cho xin phép, con xin lỗi chú, tại con không hiểu, con hỏi lại tí. Là ý của chú vừa nói là cái ngày đám cưới. Đúng. Là sau khi tổ chức ở chỗ con. Rồi. Là cô Văn kêu chú về. Đúng. Dạ, cái này là thật sự là hôm nay chú mới nói, hoàn toàn chú giấu không hết. Đúng, tôi giấu. Dạ cô, cái chuyện nó có không cô? Đưa về là sao, ý anh nói là sao? Là cô nói tôi gần tới nhà, cô nói là giờ mệt mỏi quá, hai đứa thì mệt mỏi rồi, sáng giờ tiếp khách không có ăn, thôi tới chỗ anh đi về đi. Trời ơi thôi anh ơi, thôi để tôi nói hết. Thôi anh đừng có lấy cái nước mắt của anh. Anh đừng quay lấy qua nó là của anh. Nói thiệt, tôi thắng rồi đó, không phải là nước mắt đâu. Thôi anh đừng lấy mọi nước người mắt tất cả đều nhìn nhận đi, cái ngày đó là ngày tân hôn, ngày đó như là động phòng để dụ nó tưởng tượng. Nay mệt mỏi lắm, hai đứa đều mệt mỏi hết, thôi tiếp khách vài bữa làm với anh lên, tôi đành phải quay về trở về. Lúc đó là chắc chiều mà về nhà, chú biết là từ đó về nhà tới chỗ tôi là 1 tiếng mấy rồi. Mà bữa nay tôi chạy tới 2 tiếng mấy, tôi ngừng lại 3 lần để mà tôi hút, tôi suy tư. Tôi nghĩ là tại sao là như vậy, vợ tôi như vậy. Rồi qua ngày hôm sau, hai đứa tụi tôi ngồi nói chuyện trong điện thoại, tôi cũng bình thản, tôi cũng nhắc nhở gì hết, tôi cũng nói gì hết, tôi cắn răng tôi chịu. Về nhà thì tất cả bà con lối xóm á, cái người ta cũng vui thấy tôi về. Ê, nay đám cưới mà tại sao mà giờ này mà ông còn ở đây hả, tân hôn đâu anh, động phòng gì cha nội. Tôi nói nào tôi mệt quá, tôi mệt quá ra về đó. Tôi cũng che chở cho vợ tôi hết, tôi không nói gì hết. Hai bữa sau thì vợ chồng tôi cũng bình thường, cũng gọi điện thoại qua điện thoại lại. Thì nghĩa là tôi mới giỡn chơi với vợ tôi á, là sao bây giờ anh có cái này. Quên, nói vợ tôi nói trước là ngày 22 tháng 10 là ngày sinh nhật của em. Chồng có một cái gì để cho ấn tượng cho cái ngày sinh nhật của vợ không? Cái tôi thành thật ra tôi không, tôi cũng thật tình, bánh kem hả em? À, thì vợ nó không bánh kem, nói chi đó. Thì vợ tôi nói là một chiếc nhẫn để mà tương xứng để làm cái kỷ niệm. À, cái tôi thì cũng thiệt tình luôn, cỡ bao nhiêu em? Cỡ 2 triệu đó. Tới phiên tôi nói vợ chồng, nếu mà chồng mà cái sinh nhật là vợ cho gì thì em đãi này kia nọ, tôi cũng làm tin luôn. Rồi qua ngày hôm sau ấy, thì vợ chồng tôi với vợ tôi mới nói là đều tôi cá độ với nhau vậy, nếu ai nhớ là tôi cho 500 ngàn, nếu vợ biết cái sinh nhật của tôi là ngày 29 tháng 12, thì tôi qua ngày sau cái vợ tôi nói đố đi cái nó ngu quá, để vài ba bữa ba hôm cho bà quên. Rồi tôi hỏi nếu bà thua thì tôi không có cho 500, thì là cố nó trúng 29 tháng 12. Cái tôi nói giờ nếu mà chồng mà cá độ với nhau thì chồng không chung không đâu có sao đó. Thì vợ tôi mới nói một câu này nè, vợ chồng á, anh hứa đó, một lời hai lời không nói gì, mà anh hứa với người ngoài nó đặt vô mặt anh rồi. Thử nghĩ rằng cô bác và dòng họ với tất cả các khán giả nghĩ như thế nào, bức xúc không? Thì đùng bữa đó là ra thì tôi gặp mấy thằng ông nọt, mấy thằng là mua chút, nó xuống hỏi tôi. Lúc đó tôi bức sâu vô vài vấn đề, cho nên tôi lỡ lời tôi nói luôn. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi suy nghĩ lại, chắc chết mẹ rồi, mình sai lầm rồi. Chuyện gia đình của mình như vậy rồi. Đông ra một cái, tối nay nó bung ra một cái, nó thiệt là tôi chán ngán mặt mày rồi. Nó chết mẹ rồi, mấy ngày nó sao kỳ để làm mua chút, nó sao trước khi nó quay là nó hỏi mình là có được đưa cho lên clip cái vụ này hay không, hay sao. Đó. Thì đùng ra đó tới giờ ngày hôm nay. Lúc đó là mấy anh em quay chú không biết hay là sao chú? Quay chú không biết. Không biết luôn, mấy anh em quay chú không biết luôn. Ao khác thu âm mà chú không biết.
Dạ. Còn có quay là biết, tại vì cổ mấy ảnh chinh tôi quay. Nhưng mà do lúc đó là giống như là chú đang bị rối loạn hay rối loạn 4-5 cái nó dồn vô đầu tôi. Đó là xin lỗi cộng đồng mạng, tôi biết tôi sai đó. Rồi thời gian sau 3-4 ngày vậy cũng đông vậy đó. Thì Phúc đã có gặp tôi, cũng khuyên tôi à, thôi giờ vợ chồng nè kia, thôi chú xuống dưới, mình cũng nhỏ nhẹ để coi vợ con mình như thế nào. À, con với Nghĩa nói chú điều gì nè, là trước khi mà xuống chị Băng mà con xem được clip đó là Nghĩa gọi chú chứ không phải con gọi. Đúng rồi. Thì chú mới nói là chú đang chờ đồng mới, đi ăn sáng cà phê. Con nói chú điều gì nè, vợ chồng là cái chuyện giận hờn, chuyện bình thường. Mà sao mà vợ chồng giận hờn, chú không giận xếp chú đó. Thì chú mới nói là hôm qua giống như tôi bị ức chế gì đó, là tôi lỡ tôi nói nó đưa lên hết rồi. Thì con mới nói với chú điều, bây giờ con với Nghĩa chỉ là người hỗ trợ tinh thần và một khoản chi phí cho cô chú. Đúng. Theo nguyện vọng của chú. Con mới nói thôi bây giờ nếu vậy thì chú có muốn hàn gắn không? Chú mới nói là chú muốn hàn gắn. Chú trả lời câu là nếu không thương là không làm đám cưới. Đúng rồi. Thì con mới nói với chú nếu vậy thì hẹn với cô Văn đó, mà nhưng mà lúc đó cô Văn đang làm có nghe điện thoại mà sống nó chập chờn trên. Thì chú mới nói đó, bây giờ gọi lại không được mà xuống dưới lỡ không gặp vợ tôi rồi mất công mấy chú à. Thế con mới sợ, con mới nói thôi bây giờ đằng nào cũng đi, thấy chú lúc đó buồn nó thôi đi đại đi. Thì xuống nhà cô Văn cũng khoảng 7 giờ tối, mà lúc đó sợ là hai vợ chồng giận nhau rồi không có tiếng nói chung. Con mới nói là chú đứng ở ngoài đi để con kêu cửa trước. Kêu cửa được rồi con gọi chú lại. Thì lúc đó kêu cửa được là chú lại là hai cô chú trò chuyện đó. Dạ chú chia sẻ tiếp với chú. Thì cô tôi với cổ là coi như từ bữa ba tay cái ngày cưới là tôi không có về. Tôi nói thẳng trong lương tâm tôi thề là không bao giờ quýt tôi ngàn. Thì cổ mới cứ gọi, có gọi điện qua nói tôi nó này là tại anh nha, anh nhớ nha, anh bỏ tôi nha, anh đòi chia tay nha, rồi anh đi đòi đi chuyển vợ nha. Đó là thật sự ra là không có con người nào mà vợ chở chồng mà mới cưới nhau mà tự nhiên cái tôi nhảy ra tôi đòi tôi đi chuyển vợ đâu. Không có một thằng đàn ông nào mà cứ nổi mà cái khốn nạn gì đâu. Tôi nói thật, cũng vì anh em Bluetooth là có hỏi tôi, nếu mai này chú và cô không có hạnh phúc chia tay thì chú có tuyển vợ hay bà tuyển người nào nữa hay không theo ý muốn của chú không? Cái đó mấy thằng nội ơi, tôi nói là mới đây vẫn để vợ là tôi đòi chuyển vợ thì là cộng đồng mạng khán giả đập tôi nát luôn rồi, đi lượn nói. À, dạ chú cho hỏi á, là cái kênh YouTube nào mà hỏi chú là có tuyển vợ hay không, đó là chú nói rõ giùm con để thôi là quý khán giả xem đó, rồi hiểu nhầm những cái kênh anh em khác cũng tội anh em. Thì đó là đó, thì tôi cũng nói thẳng luôn, đó là anh Vi Đăng hồi xưa làm chung với chú, tôi cũng tin tưởng, tôi gặp thì anh em là tôi cũng phải hỏi thăm, nhắn tin hỏi năm lúc này làm sao đó. Thì lúc đó là anh là hai anh em nó xuống là thông gì đó 78 gì đó, thì bắt đầu xuống thì hai người đó là quay tôi là rồi cái dự mà dư âm cái thì tôi không biết, tôi không nghĩ tới, còn tôi nói vấn đề giữa vợ chồng thôi. Thì đáng lý ra ảnh là người mấy em là người là Bluetooth thấy vợ chồng tôi hoặc là tôi nóng xích mích, đáng lý là khuyên tôi mới đúng. Còn đằng này còn đằng này mấy ảnh làm như vậy thì tất nhiên là tôi không nghĩ là như thế nào. Rồi cái xé một, tôi nói một mà xé ra tới thành 10. Còn tôi cứ nói vậy nè, nếu mai này nếu tôi và cô vợ tôi á mà có chia tay đi nữa thì bèo lắm phải mấy tháng một năm tôi mới tuyển vợ. Nhưng mà tôi không phải làm tuyển vợ mà tôi không có tư cách, tại vì tôi là trên văn dưới dép, làm sao tôi tuyển mộ tuyển vợ được. Thì các chú hai chú cũng vậy, hồi đó cũng vậy, cô này tôi đâu có tuyển đâu, đúng không? Thì tự cổ thấy cái tình trạng của tôi, hoàn cảnh của tôi mà chỉ cổ mới nhận tôi là làm quen với nhau. Tôi nói thẳng ra là tôi chưa có tư cách mà chưa có đủ điều kiện để mà tôi tuyển vợ như các anh đại gia hay này kia kia nọ. Thì mấy em hỏi vậy là chú theo nguyện vọng của chú là những người mẫu người như thế nào cho đấy. Nếu kỳ này á thì tôi phải tìm hiểu cho rõ ràng, tôi phải tìm người 60 trở lên, dưới 60 trở dưới mệt lắm. Cho nên á thì mấy ông nội này, mấy anh em trước này nói sao không biết, là nó là tôi tuyển vợ để cái bạn, để cái tựa đề là tuyển vợ, cho nên vợ tôi tá quả rồi cái đổ thừa dồn hết tất cả những gì là tôi sai. Nhưng tôi cũng vẫn chấp nhận, tôi đến nhà cùng với chú Phúc chú Nghĩa tôi cũng vẫn nhận là tôi sai,
chứ tôi đâu phải là tôi biện minh là tôi đúng, cái nào sai cái nào đúng cái nào gì đó vợ chồng mình nó chấm dứt nhau. Còn đối với anh từ hồi nãy giờ anh nói là nói thật lòng. Cái thứ hai nữa, 10 cái clip tôi lên 10 cái clip là luôn luôn lúc nào tôi cũng mong rằng tất cả các anh em và cộng đồng mạng đừng làm tổn thương vợ tôi, dù vợ tôi nó có cái gì đi nữa cũng là vợ tôi. Cho nên mong rằng tất cả những chuyện gì đó, tiền vàng bạc gì đó, tôi không bao giờ tôi mở miệng ra tôi đòi lại của vợ tôi. Dù rằng là chú Phúc và chú Nghĩa nói một câu vậy, tiền của con giúp cho chú để chú lo đám cưới, mua nữ trang cho vợ chú, là quyền của chú, tụi con cho, không lấy lại. Đúng, là vậy nè chú, là để con xin thưa con các bạn của chú nói vậy ha. Có nghĩa là sau khi con chia sẻ câu chuyện của chú á, là chú tìm mảnh ghép. Đúng. Được cô Văn xem, cho con phép nhắc lại là nha chú. Rồi. Được cô Văn xem qua, và lúc đó là cô Văn có gọi cho Nghĩa, và hẹn với chú lên, và Nghĩa có hẹn với chú. Và ngay sau khi cái buổi gặp đầu tiên là cô chú tự ngồi tìm hiểu. Rồi. Và sau đó cô Văn mời chú về nhà. Rồi. Để tìm hiểu. Rồi tối, con nhớ là tối đêm đó khoảng 7 giờ trở lại thôi, chú mới quay về chú con. Ừ. Là con với Nghĩa đang văn phòng, chú nói với con một điều: chú Phúc ơi, hồi nào tới giờ chú Phúc giúp tôi từ cái mùa dịch mà tôi từ ở đá giếng gì đó. Rồi. Rồi giúp cho tôi đi mua bán, rồi xe cộ, rồi đến ngày hôm nay giờ tôi 70 tuổi rồi, tôi chưa có lâu rồi, gần 20 năm thì con nhớ rõ là không có được cái tình thương, nhưng mà giờ tôi thấy cô Văn thương tôi quá, để lâu thì sợ cũng như là cái tình thương nó xa vời. Đúng rồi. Cô chú Phúc cho tôi thêm một cơ hội nữa, cho tôi tìm được một cái người hạnh phúc từ người phụ nữ. Con mới hỏi chú là ý chú làm sao, chú mới nói là giờ là mua nữ trang cưới khoảng 20 triệu mà chú không có tiền, là chú hỏi mượn con. Đúng. Chú hỏi là mượn 20 triệu rồi khi nào, nói chung là thời gian nó trả, con nhớ đi. Dạ, thời gian trả đi. Dạ. Con mới nói là con không nhận lời, mà con nói chú một điều là cái chuyện tình cảm không thể nào mà lẹ vậy được. Rồi. Đó, chú cần có thời gian tìm hiểu, lỡ không may chú đàn ông, cô Văn phụ nữ mà không hiểu nhau, sau này đổ vỡ rồi không lẽ đi tìm nữa. Đúng không chú? Đúng. Thì sau đó chú mới nói là 20 năm rồi chú Phúc ơi, tôi không có được cái tình thương phụ nữ, chú giúp cho tôi một lần được cái hạnh phúc gia đình đi. Đúng. Con không nhận lời luôn, con nói là ngày mai con sẽ trả lời chú. Đúng sáng ngày mai chú lên văn phòng, chú hỏi con sao rồi chú Phúc, thì con mới nói chú là con sẽ giúp cho chú 2-3 bàn. Đó, chứ chú nói là bây giờ á, là dù gì đi nữa mình cũng đàn ông, cũng muốn làm cho vợ mình nở mặt nở mày, chú cho tôi mượn đi. Con nói là thôi bây giờ là con cho chú luôn. Đó, thì lúc đó mới là con mới nói chú là nếu mà bây giờ chú cho con xuống biết nhà cô Văn thì con sẽ hỗ trợ cho chú. Đúng. Nhưng cái ngày, cái lần đầu tiên con sợ là đi vô nhà cô Văn chú dẫn xuống là mất công, là sợ là nếu làm sao mà chú dẫn cái này kia. Con mới nói chú thôi đừng có làm phiền người ta, có thể nói với cô Văn, hẹn cô Văn ở quán cà phê khỏi phiền gia đình, đúng không chú? Đúng rồi. Sau đó một lần đầu tiên gặp, lần thứ hai thì là con hẹn, là bắt đầu thống nhất lại là nói là thứ tư đi sắm nữ trang. Và con mới nói chú một điều: chú ơi, có nhanh lẹ quá không, con đã hứa hỗ trợ chú 20 triệu là 20 triệu, con không sai lời. Dù cho chú với cô Văn tìm hiểu không được, còn ví dụ có một người khác con vẫn hỗ trợ chú, đúng không chú? Dạ. Thì con mới nói tiếp là tháng 7 mà sao mà cô chú cưới vào tháng 7, cái chú mới nói là giờ tôi cũng không biết nữa. Chú nói con là không biết nữa. Thì con cũng hỏi cô Văn sao cứ tháng 7, cô Văn nói là cái ngày đó là gơ vào cái ngày lễ, là được nghỉ 2-3 ngày lễ. À, trước cũng làm sao cũng làm để lo làm ăn hết chú. Đấy, đúng thì rồi. Con và Nghĩa, vợ con mới, cái việc đó là con và Nghĩa hai anh em cùng lo, thì vợ con mới chuyển tiền vô cho đủ số tiền là để là xuống hỗ trợ là Nghĩa đi Úc. Là Nghĩa đi Úc thì hôm đó là đi mua nữ trang. Thì con cũng xin nhắc lại một lần nữa là trước khi con trao tiền cho chú, con vặn nó một điều là gì: cái tiền này là con hỗ trợ tiền chú đám cưới, không phải trả lại con mà có cô Văn luôn. Đúng rồi. Đúng, tại nhà luôn, đúng không chú? Đúng rồi. Rồi mọi việc này là của chú quyết định, con trao tiền là trao qua tay cho chú, dạ, con mặt cô Văn. Thì sau đó là trên đoạn video là con chú trao lại cho cô Văn, rồi hai vợ chồng cùng nhau đi ra mua vàng, con cũng có quay. Thì những ngày gần sau này chú mới nói con á, nếu mà sau này mà lúc mà hai vợ chồng nhận nhau đó, cái tiền nữ trang mà cô Văn có gỡ lại cho chú á, là chú đưa lại cho con để đưa cho con. Con mới trả lời chú một câu là con đã trao tặng, là con không có nhận lại, con không có nhận chú đó. Là con có nói trong video luôn. Yeah. Con nói là mọi việc đó về sau là cô chú tự quyết định. Và ngày hôm nay con cũng thưa với cô chú là gì, lẽ ra cái video này con cũng không có quay đăng đâu, mà do là cô Văn gọi cho con từ ở Cà Mau, con chạy về, cô Văn nói là cô Văn muốn chia sẻ một cái video trên kênh con để gửi đến bà con cộng đồng.
và cũng có hẹn để chú tới. Và con thẳng hỏi chú là chú ơi, cái việc này có ghi hình hay không? Chú nói ghi và chú cho phép đăng. Con cũng thưa nè, cái video này đồng ý là quay. Nếu mà bây giờ mà cô chú cảm thấy mà để tự giải quyết nội bộ đó thì con sẽ không đăng. Còn nếu mà theo nguyện vọng cô chú đề nghị con và Nghĩa đăng thì con sẽ đăng trên kênh Phúc Nhà Lưu Trú Thủ Đức và kênh Đây Đó Tây Ninh. Ý của hai cô chú thì sao ạ? Trả lời anh nói trước đi. Tôi nói nhiều hồi nãy rồi. Thì bây giờ cái câu chuyện đó người ta đã tới như vậy rồi. Dạ, ý không? Hỏi gì nè cô, là cái video này ý của cô là muốn đăng hay là không đăng ạ? À? Đăng đăng đi đi cưng. Dạ, ý chú Nghĩa thì sao ạ? À? Cũng vậy. Dạ, cái này là con làm theo nguyện vọng hai cô chú. Tại vì lẽ ra theo con này nè, mình có thể sắp xếp nội bộ để cô chú chuyện gia đình mình đưa lên trên kênh, trên mạng đôi khi cũng không có này ấy. Cô chú có suy nghĩ lại không ạ? À? Không, tôi nói thẳng luôn. Là đăng luôn hả chú? Đăng đi. Dạ. Tại vì sao? Lý do này tôi cũng phải có một cái lớp bức xúc là cũng nhiều. Cho nên là vợ chồng tôi là không có thể nào mà hòn gắn lên được đâu. Đó, bây giờ để em nói đi. Nói đi. Thì bây giờ em nói cho anh, nói cho cộng đồng hiểu rằng như vậy. Thì bây giờ chẳng lẽ bây giờ hai vợ chồng lên đây mà cứ người chối qua người chối lại hoài thì cũng không được chuyện gì đâu. Cái chuyện này nó đã qua, nó đã quá cỡ rồi, không thể thừa chịu chấp nhận lại. Thì bây giờ cái câu chuyện này á, thì em không có làm lỗi với anh, mà em cũng không có làm lỗi với Phúc với Nghĩa với khán giả. Tại vì cái câu chuyện này á, là anh gây ra chứ không phải là em gây ra. À, thì bây giờ anh đã làm như vậy rồi, quá rồi rồi. Bây giờ lên cả đồng nạn nói em rất là nhiều. Thì bây giờ đã lên trình bày như vậy thì người kể qua người kể lại ai cũng không chịu nhận cái lỗi hết trơn á. Thì bây giờ thôi đi, em chấp nhận. Nếu mà anh chối như vậy thì thôi. Thì bây giờ em nói với anh bây giờ chuyện vợ chồng thì bắt đầu ngày từ ngày hôm nay tất em với anh chấm dứt chuyện vợ chồng. Thì từ đây từ anh đừng bao giờ lên mạng mà nói gì tiếng em trên mạng để cộng đồng nói về em hết. Rồi. Còn cái chuyện vàng bây giờ á, trước Nghĩa với cộng đồng mạng thì anh nói vụ vàng đi. Thì đó, thì tôi bây giờ là tất cả nghe là coi như khán giả là đề nghị tôi này kia kia nọ diễn đề vàng. Nhưng tôi đã trả lời với 10 cái clip anh em đã đến quay tôi. Thì tôi cũng nói vậy. Tôi và vợ tôi tuy rằng là bây giờ không còn hạnh phúc. Thì cái tiền vàng mà Phúc và Nghĩa đã hỗ trợ cho tôi. Thì tôi bây giờ tôi đưa cho cô, cho vợ tôi sắm vàng cho vợ tôi đeo là cái ngày cưới. Nhưng tôi là thằng đàn ông. Dù rằng là tiền, nếu tiền của tôi cũng vậy, tôi không bao giờ tôi đòi. Mà nếu mà tôi đòi lại là đã nói thẳng, và dù rằng là dù tôi ở với vợ tôi một ngày thì cũng là vợ của tôi. Cho nên tiền trang sức tôi không bao giờ tôi đòi lại hoặc là tôi nhắc nhở gì hết. Hiện tại tôi chỉ nhận một được cái là một chiếc nhẫn để làm một kỷ niệm thôi. Chứ tôi chưa bao giờ mà cộng đồng nói là tôi lấy tiền với cái này đi bút bút đưa mà tôi lấy, không có. Tôi chỉ chọn dạng là một cái chiếc nhẫn này thôi. Còn 1.000 đồng nào tôi không bao giờ tôi chưa lấy. Tôi để cho vợ tôi sử dụng hết. Thì vợ tôi có nói một câu này. Tiền này, tiền kia, tiền xe, tiền nọ. Đó. Thì tôi nói ok, cảm cao. Rồi tôi cũng nói gì không. Còn bây giờ tôi nói sao hôm nay tôi nói một lần cuối cùng. Tôi xin cảm ơn và cộng đồng mạng và khán giả. Đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện vàng này. Vàng này là do chú Phúc và chú Nghĩa. Nếu hai người này là một ân nhân của tôi mà lên tiếng thì tôi chấp nhận. Còn đây là cộng đồng mạng chỉ nhìn vô thấy vậy thôi. Nhưng mà tôi khuyên rằng là đừng bao giờ nhắc đến chuyện vàng nữa. Tôi không muốn cho vợ tôi tổn thương. Nhưng không phải là riêng vợ tôi tổn thương mà cha mẹ anh em ruột thịt của vợ tôi đã sẽ bị tổn thương. Cho nên bây giờ tôi không cần ngẫm nghĩ nữa. Nhiều người nói tôi tại sao Phúc nó cho chú vậy, chứ giờ chú lấy là để chú lấy tiền đó chú làm vốn này nữa. Tôi nói nó thành đời người ai mà không muốn như vậy. Tôi lấy lợi mà lợi ích cho tôi thì suốt đời của tôi cũng không bao giờ tôi ngóc lên nổi. Thì thôi, tôi đã trao cho vợ tôi rồi để làm cái kỷ vật. Mai này vợ tôi mà nó rờ cái đôi bông hay là nó đang tắm mà nó rờ cái đôi bông thì nó sẽ còn nhớ đến tôi. Dù rằng là tụi tôi không còn ở chung nhau nữa. Thì hôm nay tôi nói vậy, mong rằng tất cả cộng đồng mạng và khán giả đừng bao giờ mà nói tôi là nhu nhượng vợ tôi này kia, ham mê này nọ để mà không dám đòi tiền, đòi vàng. Tôi không bao giờ cần. Cho nên hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi cũng xin nhắc lại
với chú Phúc và chú Nghĩa. Rất là tôi rất cảm ơn. Nhưng vợ chồng tôi kể từ hôm nay cắt đứt không bao giờ tình nghĩa vợ chồng. Dạ, một lần nữa em xin kính chúc quý khán giả xem video luôn luôn bình an hạnh phúc bên gia đình. Dạ, trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ xuất cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment góp ý anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ. Dạ.